Ngày 28 tháng 5, Trung tâm Thương mại Giải trí Cội Nguồn tại đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa đã chính thức khai trương. Đây là trung tâm thương mại giải trí kinh doanh theo mô hình siêu thị đầu tiên tại thị xã Ninh Hòa, được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chánh Hằng. Công ty trách nhiệm một thành viên Chánh Hằng vốn là một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng lớn ở thị xã Ninh Hòa. Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, công ty đã xây dựng được vị trí trong ngành vật liệu xây dựng và có đủ tiềm lực để đầu tư qua nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Trung tâm thương mại giải trí Cội Nguồn là dự án tâm huyết của công ty sau một thời gian dài chuẩn bị, với mong muốn được là cầu nối của người dân Ninh Hòa với nhiều sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt, cũng như góp thêm một điểm mua sắm giải trí thú vị hiện đại cho người dân địa phương. Trung tâm thương mại giải trí Cội Nguồn có diện tích gần 3.000 m2, kinh doanh hơn 10.000 sản phẩm. Trung tâm được xây dựng khang trang và hiện đại, gồm 3 tầng. Tầng trệt trưng bày vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất với nhiều sản phẩm như gạch lót nền, các thiết bị vệ sinh, phòng tắm, đá phong thủy trang trí, v.v. Tầng 2 là khu hàng hóa tự chọn với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, không kém gì một siêu thị. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các loại thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, v.v. trong không gian rộng rãi và mát mẻ của trung tâm. Các sản phẩm đều được niêm yết giá bán khá cạnh tranh so với các chợ và các cửa hàng tạp hóa. Tầng 3 của trung tâm là khu vui chơi trẻ em với nhiều trò chơi hiện đại được yêu thích hiện nay, cùng rạp chiếu phim 3D với nhiều bộ phim thú vị. Ngoài ra, còn có dịch vụ ăn uống sẵn sàng phục vụ khách sau khi mua sắm vui chơi. Có thể nói, có được một điểm mua sắm giải trí như thế này là một nỗ lực của nhà đầu tư và cũng là một niềm vui cho người dân thị xã Ninh Hòa. Với phương châm, sự hài lòng của quý khách là sự thành công của công ty. Sau khi khai trương, nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chánh Hằng đặt mục tiêu sẽ đưa trung tâm thương mại giải trí Cội Nguồn thành điểm đến mua sắm giải trí uy tín tại thị xã Ninh Hòa.